quý vị, bữa nay mình lại cái kho show PFS ở Santa Ana. Cái xe kho show này hiện giờ là rất là đông xe. Xin quý vị coi hiện giờ có chiếc xe này, chiếc Aventador SVJ, coi ha. Chiếc màu trắng SVJ, còn chiếc ngoài sau là chiếc màu đỏ 73 vậy đó. Chiếc này rất là nhanh. Chiếc này là cái chiếc Vito, và cái tiếng nó nghe rất là ngon quý vị. Chiếc này là cái chiếc Porsche GT4 màu đỏ rất là đẹp. Chiếc này là chiếc Bugatti cổ ha, rất là đẹp. Chiếc này là chiếc Mustang nó sửa rất là rộng, tiếng rất là lớn. Chiếc là chiếc Mustang á. That guy is so funny, like he goes to the canyon and he
này chiếc Ferrari F8 màu đỏ nha, rất là đẹp, màu đỏ, màu đỏ rất đẹp. Wow, chiếc này là chiếc Porsche GTV màu đen rất là đẹp. Chiếc này hiện giờ là rất là mắc tiền. Chiếc này bây giờ đáng cỡ 2 triệu rồi. 2 triệu đồng Mỹ. Màu xanh trên trời rất là đẹp. Còn cái chiếc này chiếc Aventador, cái màu hồng rất là đẹp, rất là đẹp. Chiếc này chiếc Aventador màu xanh trên trời, màu rất là đẹp quý vị ha. Chiếc này Ferrari FAV. Super vậy ha. Chiếc này chiếc OE ha, màu đen. Chiếc này chiếc Ferrari màu đỏ, có thể là chiếc F12V ha. Màu đỏ rất là đẹp. Rất là lớn nha mẹ. Còn câu này đi đâu quên quý vị muốn đón không? Chiếc đó là GT4 SV. Còn chiếc này là chiếc Osmond Vantage màu xanh như trời, rất là đẹp. Màu xanh lá cây vậy. Còn
chiếc này là GT với màu xanh da trời. Chiếc này hiện giờ là rất là hiếm cái gì. Bây giờ chỉ không có nhiều nhưng mà nó rất là mắc tiền. Cái tiếng xe này rất là ngon, nghe rất là đã luôn tại luôn. Không phải một chiếc mà lấy ra đây hai chiếc thôi, chiếc ngoài sau nữa. Tím ha, rất là đẹp.